Hiện tiên xin chào quý bà cô chú ha, đang quay trở lại với kênh buổi sáng ở mộ của chú Vũ Linh. Bữa nay là mua đồ cúng luôn nè. À, bây giờ em Đó. cầm cái gì nè? Cầm cái gì có thể cầm. Sáng nay trời lạnh quá. Rồi bây giờ là sẽ mang vào, bữa nay là cúng bánh canh, hoa là hành liễu. Đó rồi trà rồng nhỏ kim tiểu long, rồi trái cây là quýt ha, và nước uống là cà phê sữa. Đó, bây giờ là sẽ lấy bàn ra ha cô chú anh chị để có thể bắt đầu cúng. Ê đừng có để đó, đừng để đó. Cho một cái ghế. Để đây đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Rồi. Em lấy. Chưa? Như chào. Sao? Hai biết. Giờ xem nhớ được. Là đi lấy trời lạnh là chuẩn bị tới Noel đúng không? Có đúng đúng không? Bữa nay thì cũng có 7 tô rồi cô chú anh chị. Bữa nay mình cúng cho chú 7 tô chứ không có 10 tô nữa. Do là buổi sáng thứ hai buổi sáng đầu tuần là mấy anh em đi xây kiếp với là youtuber cũng ít cho nên là Đúng không ta? mình cúng nhiều á, nhiều khi là không có dùng hết là bỏ đó Ủa là nhìn quên bỏ luôn. ra 3 tô hả? Ủa nãy cô kia chắc chưa? 2 4 6 7 đúng rồi. Anh ơi, lấy cái bát vàng à.
Vậy bỏ một cái bát ra, lấy ra, bỏ một cái tô ra nữa. Rồi để nước mắm. Làm sao? Anh ơi, phụ ơi, tại vì nằm dưới rồi. Phụ lấy ra. Cái gì vậy? Nè, bữa nay chị cắm đem cà phê vô giờ mà không gì. Dạ, chị đá trên bàn ấy chị. Cái này là để làm gì? Để nó lên hả? Đây, cái này lại. À, bỏ nó vô nha. Bỏ lại. Này hả? Này vừa. Ủa chị cắm trả tiền giùm em luôn chưa? Dạ. Bảy chục phải không vậy? Rồi cảm ơn chị nha. Bữa nay đem vô. À, đem nó. Ủa sao bữa nay chị cẩm đem vô luôn rồi. Nên nói bữa nay sao chị cẩm đem vô luôn rồi. Để nước luôn được chưa?
với mình nữa hả? Ngọc chưa hết bệnh nữa. Nay gặp trời lạnh nữa khó hết lắm á. Ủa chú Ly này không có ống hút, mình có ống hút không ta? Có là nó ngay xuống ngay cái bên cho nó hâm xuống như cái nước lèo rồi bắt đầu hâm rồi. Rồi mình đổ nước mắm cái dĩa nữa, cái dĩa đựng chanh với ớt. Anh cắm hoa đi, gấu hoa đi, em làm cái đó nữa là lên luôn. Ủa sao mấy cái dĩa hết trơn ta? Cái dĩa vàng nhỏ nhỏ của chú nó tiêu. Đẹp liền ha. Gấu gầu chắc ra đó. Đúng không? Giờ gì lên đó cũng biết. Nó đường đi cũng biết luôn. Như xong mà nó giờ em lại em đốt đèn để lên.
con đây con. Buông đi, buông đi, buông đi. Em đi gần một bên cái này hỏng. Trời, em thấy nó hỏng mà. Nó hồ nữa. Anh cắm hoa xong chưa? Bác đó chắc để ở phía trong thấy hợp hơn. Để ở phía trong, đem vô phía trong này nè, gần cái hả, ý là gần cái bàn của chú. Chuẩn bị lau đít nè. Gục gần á. Đó. Chà gồng nhỏ. Gì anh? Cúng trước. Cái này hay cúng mà ai để dưới trong cái hồng múc dưới chưa nè anh đổ ra về đây để đem vô cái bàn để là đổ nó ướt cái tấm che bàn rồi lúc này đặt đầu dưới này ha trên dưới này ha. Cho chú dùng là có trà uống không? Được nè.
20 tháng 11 ngày lễ Nhà giáo Việt Nam nè. Ra đường giờ là tàn bông không? Bữa nay là chú có cái bát riêng ha. Ồ, cái bát vàng này là dành cho chú nè. Đó. Đúng rồi, chị Linh ở gốc thì cũng có cỡ 15 mét để mua cái này không? Cái tô vàng này là của chị Linh ha. Đó, nhờ 15 mét đặt hàng chứ cũng mấy hôm à. Thì đó, bữa nay là có quýt của chú anh chị. Quýt này thì có cái đặc biệt là không có chua. Đó, nó chỉ có hậu ngọt thôi ha. Đó thì cái chị chủ cái cây thì chị cũng có nói. Đó thì hoa thanh liễu của chú anh chị. Rồi tới đây thì cái video buổi sáng ở mộ của chú Vũ Linh. Cái lý do 15 mét chọn kết thúc chút. Bảy tô bảy cho em chụp hình cái do là ở hôm nay cái điều đặc biệt là chỉ có cũng có cái gì cũng bảy của chú anh chị. Đó là trái cây thì 200.000 nhưng mà riêng cái bánh canh thì chỉ có 7 tô và 7 cái ly cà phê sữa thôi ha. Bữa nay thứ hai thì anh em rất là vắng. Rồi hiện tiên chúc cô chú anh chị đang xem kênh có một buổi sáng đầu tuần tốt lành. Đặc biệt là bữa nay là ngày Nhà giáo Việt Nam. Chúc cho những cô giáo, thầy giáo và những cô chú, đặc biệt là những người đưa đò luôn có nhiều sức khỏe và thành công trong cái con đường giảng dạy của mình ha.